If you saw my love, you'd love her too, and I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, we'll have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Ooh, ooh. You look so beautiful in white. Na-na-na-na. So beautiful in white tonight. And if a daughter is what our future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah. But when she falls in love, we'll let her go, and I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful in white. Mình bật cười bên nhau, lắng nghe đàn chim đã về trên mái nhà. Một mai mình ra đi, hàm răng thưa, nụ cười thật nhắn nhau. Chúng ta sẽ về đâu hỡi anh? Về quê anh đi em à, vùng ngoại ô cách rất xa ba mẹ anh. Ngày xưa cùng ở đây, đồi xanh thơm mát, những lá trà trong lành hát những khúc ca.
chiều quê nghe lúa thơm tình ta, anh sẽ xây ta một căn nhà trước sân trồng thêm rau cà, ở đằng sau mình nuôi thêm hồ cá, em tưới hoa bên bờ sông nhà đom đóm lung linh màn đêm yên bình. Dạo thuyền quanh đom đóm bay thật nhanh, rồi khi hoàng hôn em vẫy tha xa ngoài hiên. Với ai nào ta cùng xoay la la la, xoay theo điệu van, xoay cha cha cha, ta da đi da, ta da da đi da. Ngày xưa cùng ở đây, đồi xanh thơm mát những lá trà, trong lành hát những khúc ca hương chiều quê, nghe lúa thơm tình ta. Anh sẽ xây ta một căn nhà trước sân trồng thêm rau cà, ở đằng sau mình nuôi thêm hồ cá, sông nhà đom đóm lung linh màn đêm yên bình. Ta dạo thuyền quanh đom đóm bay thật nhanh, rồi khi hoàng hôn em vẫy tha xa ngoài hiên nhìn trời mây em, cắm thêm bình hoa và thêm chút bánh trà, bật lên tình ca ngô thuyền miên đôi ta thường nghe những ngày hè. Nào cầm tay anh mời em nhảy với ai, nào ta cùng xoay la la la, xoay theo điệu van, xoay cha cha cha, ta da đi da, ta da da đi da. Nhìn trời mây em, bên thêm đình hoa và thêm chút bánh trà, bắt lên tình ca ngô thuyền miên đôi ta thương nghe những ngày hè vô tư. Da da đi da, da 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 đi da. Rồi khi hoàng hôn em và anh ta ra ngoài hiên nhìn trời mây cắm thêm bình hoa và thêm chút bánh trà, bật lên tình ca ngô thuyền miên đôi ta thường nghe những ngày hè vô tư. Nào cầm tay em mình cùng nhảy với nhau, nào ta cùng xoay la la la, xoay theo điệu van, xoay cha cha cha, cha da đi da, da da. Xoay la
like the stars that fill the sky, like the way I feel when I hold you. Gold, like the ring that's on my hand, and the promises you've kept, I hold to. I was lost within the largest ocean. I was buried beneath the darkest deep. Of all the riches and the simple fortune, you braved the depths for me. Without you, now I know what it is that makes me love you like I do. It's all that I've been longing for. I don't have to look for it anymore. You give me something to believe in, a hope that I can build on, a trust and a devotion. I'm caught up in emotion. Will I walk beside you? Will I give my heart away? Will I hold you in my arms at night? Will I bow my head and pray? Will I promise to be faithful? Will I do this every single day? Will I be there to protect you? Will I keep the vow I made? Will I give you all of my love? I say yes to all of the above. You can see it in my eyes when we are close together.
the feelings that I just can't hide, things that my heart can't deny. Now I know what it is that makes me love you like I do. You're all that I've been longing for. I don't have to look for. See it in my eyes when we are close together, the feelings that I just can't hide, things that my heart can't deny. Now I know what it is that makes me love you like I do. You're all that I've been longing for. I don't have to look for you anymore. You give me something to believe in, a hope that I can build on, a trust and a devotion. I'm caught up in emotion. Will I walk beside you? Will I give my heart away? Will I hold you in my arms at night? Will I bow my head and pray? Will I promise to be faithful? Will I do this every single day? Nhà hát chương trình Chầu Cao Bờ Thắm Mỗi Tình Mình Ta. Vâng, kính thưa toàn thể các cô công các bà của Thị Dung Bắc cùng toàn thể các bạn nam nữ thiên nhiên, ngay từ buổi đầu tiên tình yêu của Thanh Huyền và Trung Hiếu đến với nhau đã đặt niềm tin. Hôm nay được sự nhất trí của Thanh Huyền và Trung Hiếu, được sự nhất trí của hai gia đình, hôm nay hai đình tiến hành buổi tổ chức lễ đính hôn cho hai trẻ Thanh Huyền và Trung Hiếu. Vâng, thay mặt cho ban tổ chức, lần đầu tiên xin được trân trọng kính mời toàn thể các cụ công các bà cô dì chú bác của đoàn nam nữ thanh niên xây chầu xây nước và xây thuốc thượng đức. Hôm nay gốc tốt lành hương thơm vị đường nước chè xanh, hai họ quý chung cùng lân gốc thỏa ước viên lành của cháu con. Và ngay buổi đầu tiên bây giờ, thay mặt cho ban tổ chức xin được trân trọng kính mời một vị đại diện của nhà trai có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời. Hôm nay thì cũng rất vinh dự cho tôi được sự sắp xếp của gia đình họ nhà trai sẽ làm trưởng đoàn đại diện cho gia đình trai. Lần đầu tiên cho phép tôi xin được gửi tới tất cả quý cô, quý ông, quý bà, cô dì, chú bác cũng như bầu bạn khách quý xa gần của chú rể cô dâu một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Và xin được kính thưa với toàn thể quý vị khách quý của hai bên gia đình quý mến, trải qua một thời gian tìm hiểu thì cháu Thanh Huyền cũng như cháu Trung Hiếu đã được sự vun đắp của hai bên gia đình, được sự nhất trí của chính quyền địa phương, hai quê hương Tứ Kỳ Hải Dương là mảnh đất mẹ Hiền sinh thành ra cháu Thanh Huyền, và Trà Giang Kiến Sương Thái Bình là mảnh đất sinh thành ra cháu Trung Hiếu. Và hôm nay thì hai bên gia đình chúng tôi ngày mai sẽ là ngày lành và tháng tốt để tổ chức lễ vô quy cũng như lễ thành hôn cho hai cháu được chính thức nên duyên chồng vợ. Và trước buổi lễ vô quy cũng như lễ thành hôn thì thể theo phong tục tập quán của hai quê hương Thái Bình cũng như Hải Dương, trước buổi lễ vô quy thì hai bên gia đình có tổ chức buổi lễ ăn hỏi. Và hôm nay gia đình họ trai chúng tôi có chuẩn bị một số sính lễ đem trở về với tư gia phòng cưới của gia đình họ nhà gái. Trước tiên là muốn trao những số sinh lễ cho gia đình họ nhà gái, và sau đó xin được kính cáo lên gia tiên tiền tổ để gia tiên tiền tổ chứng giám cũng như phù hộ độ trì cho tình yêu của hai cháu mãi mãi xanh tươi và đời đời bền vững. Và sau đây thì cho phép tôi xin được nhường lời lại cho MC của chương trình. Xin được trân trọng cảm ơn. Chầu cao đỏ thắm mối tình mình ta. Và sau đây tiếp tục chương trình, thay mặt cho ban tổ chức xin được trân trọng kính mời một vị đại diện họ nhà gái có lời nói phát biểu. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể cô dì chú bác đại diện cho đôi bên gia đình lộng ngoại của hai cháu, hôm nay là lần thắp tốt gia đình nhà cháu Hiếu với Thái Bình dẫn lễ sang để xin cho các cháu được thành hôn theo phong tục tập quán của người Việt Nam. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, lần đầu tiên cho tôi phép tôi được thay mặt gia đình kính chúc toàn thể các cô, các ông, các bà, cô dì chú bác cùng bạn bè thanh niên nam nữ của hai cháu một lời chúc sức khỏe, gia đình thành đạt an khang. Kính thưa các cụ, các ông, các bà,
và cùng toàn thể quý vị quý bác và nhà thanh niên nam nữ của các cháu trải qua quá trình lao động bên Nhật Bản. Cháu Hiếu và cháu Huyền thương yêu nhau và có thông tin về với gia đình nội ngoại của hai cháu. Hai bên gia đình đã được bố mẹ các cháu tác hợp và cùng toàn thể các đại diện các gia đình cháu Hiếu cũng như của cháu Huyền và chính quyền địa phương đã làm lễ đính hôn cho các cháu, làm lễ kết hôn cho các cháu theo phong tục của Việt Nam. Hôm nay thay mặt cho gia đình nhà gái, chúng tôi rất trân trọng cảm ơn tấm lòng của gia đình nhà trai đã mang sinh lễ đến theo phong tục tập quán người Việt Nam và gia đình tôi bên bên Thái Bình cũng như là bên Dương. Tôi xin thay mặt cho gia đình xin trân trọng nhận lễ gia đình nhà trai mang đến gia đình nhà gái để thắp hương gia tiên cho các cháu chính thức được đính hôn. Trong ngày mai chúng ta sẽ tổ chức lễ thành hôn chính thức hợp hẳn cho hai cháu. Xin trân trọng cảm ơn. Hãy subscribe
sự lao động thì ai xa buồn quá nhau nhẹ lớn về quê anh nghe âm tình cô về dòng người ơi. Đoàn thể cùng bà con người bạn gần xa về đây hút thuốc uống trà mừng cho huyền diệu đậm đà tình thân. Và sau đây tiếp tục chương trình, xin mời một vị đại diện gia đình và nhà trai có một số ý kiến và trước khi kết thúc chương trình buổi đại đi hôm nay, xin mời trân trọng mà xin mời một vị đại diện. Quý cô, quý ông, quý bà, quý vị, chúng bác cũng như bạn bè hàng lữ xa gần của hai cháu Hiếu Huyền. Vừa rồi thì hai bên gia đình chúng tôi đã làm những thủ tục trao lễ cũng như nhận lễ trong buổi lễ ăn hỏi của hai cháu Hiếu và cháu Huyền. Và đến giờ thì buổi trao lễ cũng như nhận lễ đã được thành công và tốt đẹp. Cho phép tôi xin được thay lời cho gia đình nhà trai xin được cảm ơn tình cảm của gia đình nhà gái đã đón tiếp rất nồng hậu các đoàn đại biểu hạnh phúc của gia đình và nhà trai chúng tôi trong buổi lễ ăn hỏi của hai cháu hôm nay. Và cũng xin được kính thưa quý vị, ngày mai sẽ là ngày lành và tháng tốt để hai bên gia đình tổ chức lễ vu quy cũng như lễ thành hôn trai cháu. Và ngày mai cũng theo sự thống nhất hai bên gia đình thì vào lúc hơn 7 giờ gia đình họ trai chúng tôi sẽ thành lập phái đoàn lên đường trở về với quê hương Tương Kỳ, Hải Dương để tổ chức lễ vu quy cho hai cháu. Và cũng có thể theo phong tục tập quán của con người Việt Nam chúng ta, đó là đi hơn và về kém để cầu chúc hạnh phúc hai cháu trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Thì vào lúc 10 giờ kém, gia đình họ trai chúng tôi xin được xin gia đình nhà gái xin cháu
thuyền trở về với gia đình cha chúng tôi để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu được thành công và tốt đẹp. Và cũng xin được trân trọng kính mời quý cụ, quý ông cô, quý bà, cô chú, chú bác phía bên nhà gái, chúng ta cũng cùng mất chút thời gian vào lòng cùng trở về quê hương Thái Bình chúng tôi để tham gia tham dự chương trình đại lễ thành hôn của hai cháu. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều và một lần nữa xin được chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào buổi sáng ngày mai. Xin được trân trọng cảm ơn. Trên môi hạnh phúc chỉ thế thôi.
mắt đời mong là bao giờ vẫn lắm như thế dài mà chờ cứ coi cho em như đời xóa hết những nghi ngờ tình yêu như phút ta tình nhau với ông dồn xa đôi tim tôi vui gặp gỡ trong ngày mới nắng mai tình ta hoàn đùa là nơi đàn bước chân vui hạnh phúc nắm tay ta về cùng chờ bình yên vời nhất là em chẳng ai khác ngoài em và lý do anh cho là em luôn luôn tuyệt vời nhất vì em từng biết lắng nghe biết chịu đựng biết sẻ chia anh biết cả đời này anh không gặp ai tốt hơn em trên môi hạnh phúc chỉ thế thôi là em. Mời quý chúng ta cho một tràng pháo tay nào. Trong ngày 26 tháng 8 đẹp ngày và đây tơ hồng ai khéo xe dây đưa Loan Nguyễn Phượng về đây hiền hữu hôm nay đã là chung bóng chung hình khác nào như thể cây quỳnh cành dao. Lần đầu tiên thay mặt cho ban tổ chức xin được trân trọng kính mời toàn thể các bộ công các bà cô dì chú bác cô bè nam nữ thanh niên xơi chầu xơi nước và xơi thuốc. Thuốc nước hôm nay thuốc tốt lành hương thơm vị được nước chè xanh hai họa vui chung cùng nâng cốc thỏa ước xin lành của cháu con. Vâng, kính thưa toàn thể hôn bạn bè thì lãnh đã có công đến dự đám cưới đều mong hát hòa là để mừng cho trước là chú rể sau là vội hôn. Chiến sĩ mang rộn ràng dây chuyền hoàn thành ơi những bàn tay vươn tới bao công trình dân xây tình yêu quê hương đất nước diệu kỳ khi trong gian nan biết bao khói lửa ánh sáng tâm hồn đất mẹ đại dương nghe tiếng quê hương vẫy gọi dân tròn cuộc đời cho quê mình rạng rỡ tương lai lời ca quê hương đất nước bao đời xin hát về hai phương yêu thương mãi tình ca
với chú rể một đời không phai. Và bây giờ thời gian nàng hay nhất và xúc động nhất, gọi nhà trai hân hoan mừng cô dâu mới tuổi 20 phơi phới sức đang xuân. Việc nhà việc nước chưa gần, chữ chung chữ hiếu 10 phân biện người thân thương, xin có mấy lời vừa là phát biểu đồng thời cảm ơn. Sau đây ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng một vị đại diện họ nhà trai nên có đôi lời phát biểu, xin trọng kính mời ông. Nay là ngày lành và tháng tốt mà hai bên gia đình đã lựa chọn để tổ chức lễ vu quy cũng như lễ thành hôn cho hai cháu Hiếu Huyền được chính thức nên duyên chồng vợ. Tại buổi lễ vu quy, lần đầu tiên cho phép tôi đại diện cho gia đình con trai xin gửi tới tất cả quý vị khách quý của gia đình một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Và xin được cả kính thưa với toàn thể quý vị khách quý mến, đã trải qua một thời gian hai cháu Hiếu và Huyền đã tìm hiểu thì được sự nhất trí vun đắp của hai bên gia đình, được sự nhất trí của chính quyền địa phương hai quê hương Thái Bình cũng như Hải Dương. Hôm nay hai bên gia đình tổ chức lễ vu quy cũng như lễ thành hôn cho hai cháu. Tại buổi lễ vu quy, cho phép tôi xin được cảm ơn đến tình cảm của quý vị, đặc biệt là gia đình gái đã dành những tình cảm mặn nồng nhất để đón tiếp phái đoàn đại biểu hạnh phúc của gia đình trai chúng tôi. Và cũng là như ngày hôm qua trong buổi lễ ăn hỏi thì tôi cũng đã tuân lời với các cụ ông các bà, tức là theo tập tục của quê hương con người chúng ta, đó là đi hơn và về kém, một nét đẹp truyền thống văn hóa cũng như để cầu chúc hạnh phúc hai cháu Hiếu Huyền mãi mãi xanh tươi và đời đời bền vững. Thì cho phép gia đình con trai chúng tôi vào lúc 10 giờ kém thì chúng tôi sẽ chính thức xin được xin cháu Huyền để trở về tại tư gia phòng cưới gia đình con trai chúng tôi để tổ chức lễ thành hôn, và nơi đó cháu Huyền sẽ chính thức làm vợ, làm dâu, làm con trong gia đình và trong dòng tộc bên phía nhà bà Vân bên chúng tôi. Xin được trân trọng cảm ơn. Còn cũng là hôm nay ngày đẹp tháng lành, phước thương trà đặc nước trà xanh, hai họ vui chung cùng nâng cốc phạt ước xin lành của cháu con. Vâng, bây giờ cũng là thời gian hồi hộp nhất và thiêng liêng nhất. Hoa nhà gái hân hoan đón gia hiền, mừng cháu gái thảo kết nên duyên, mừng nay bến đã cập thuyền, mừng cháu dâu mới gái hiền hào hoa. Kim cầu lối giữa hai nhà, mối tình hai họ từ xa lên gần, đôi lời nhắc nhở ân cần đại diện nhà gái sẽ lên sẵn rõ. Vâng, sau đây ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời một vị đại diện và nhà gái qua đây là chúng tôi xin chào. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng quan viên hai họ, tôi là cậu của cô dâu Thanh Huyền. Tôi rất lấy làm vinh dự hôm nay được đứng lên đây làm đại diện cho nhà gái. Lời đầu tiên cho tôi gửi đến các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng quan viên hai họ lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng quan viên hai họ, trải qua sau 3 năm hai cháu tìm hiểu và yêu thương, được sự nhất trí của hai bên gia đình cùng chính quyền hai bên địa phương Hải Dương và Thái Bình, và ngày hôm nay tổ chức lễ cưới cho hai cháu Trung Hiếu và Thanh Huyền. Và chính ngày hôm nay cháu Trung Hiếu sẽ chính thức trở thành cháu rể của gia đình và nhà gái chúng tôi và gia đình ông bà Đào Vân. Và ngày hôm nay cháu cũng có những trách nhiệm và được nhà trở thành làm con, làm phải sống một đời sống hiếu thảo với bố mẹ. Cậu có môi đôi lời muốn dặn dò đến hai cháu, đó là chúc hai cháu luôn hạnh phúc, sống yêu thương chung thủy với nhau, làm tròn nghĩa vụ làm chồng và luôn yêu thương Thanh Huyền cháu gái của cậu. Chúc hai cháu luôn hạnh phúc và yêu thương lẫn nhau.
có một bí quyết để trở thành hôn nhân vững mạnh, gia đình luôn hạnh phúc, đó là chồng luôn phải yêu thương vợ và vợ phải luôn tôn trọng chồng. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn các vị khách quý cùng các ông, các cụ, các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác và quan viên hai họ đến chúc mừng và dự tiệc cưới của hai cháu chúng tôi. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Vừa rồi là những phát biểu của họ nhà trai và nhà gái rất đầy đủ ý nghĩa. Vâng, kính thưa toàn thể hôn cao xanh sánh với chầu vàng, đẹp duyên đôi nửa họ hàng cùng ăn, chốt thơm ngang ngát hương tình, chầu cao đỏ thắm mối tình người ta. Vâng, thưa toàn thể hôn công cha thì đi trái với cao, nghĩa mẹ đi nước trong nguồn chảy ra, nước trong nguồn chảy ra mãi mãi, núi Thái Sơn vẫn chạy trường tồn, tình cảm của bố mẹ, tình cảm của chị em dành cho cô dâu rất là cao cả và thiêng liêng. Anh thương
lòng yêu buổi huấn luyện đến đây kết thúc. Lời chân thành ban tổ chức chúng tôi xin chúc chúc tất cả các phụ huynh, các cụ ông, các bà của lớp của nhà nữ thanh niên sẽ giàu sức sức và sức sức. Và sau đây xin mời một vị đại diện của nhà trai có đôi lời phát biểu trước khi quý vị và quý của hai bên gia đình phó họ khi mến. Đúng là trăm năm thì chọn lấy một ngày chọn lấy một giờ, và giờ đẹp nhất có lẽ là giờ đón dâu. Và cho phép gia đình con trai chúng tôi xin được xin phép gia đình hỏi nhà gái được đón cháu Huyền trở về để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu được chính thức lên duyên chồng vợ. Và cũng xin được thay lời cho gia đình con trai xin được trân trọng kính mời quý cụ, quý ông, quý bà, quý vị, chú bác cũng như bạn bè thanh nữ xa gần ở bên phía họ hàng gái, chúng ta hãy bớt chút thời gian vàng ngọc cùng trở về với tư gia phòng cưới của gia đình của nhà trai chúng tôi bên quê hương Trà Giang, Kiến Sương, Thái Bình để dự đại lễ thành hôn của hai cháu Hiếu và cháu Huyền. Xin được trân trọng cảm ơn và xin trân trọng mời quý vị chúng ta cùng bước trước cổng hoa của hội trường cưới để cùng bước lên chiếc xe mang biển số hạnh phúc, cùng đón chú rể và con dâu trở về tư gia phòng cưới của gia đình con trai để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu chính thức được một nhà lên duyên. Xin được trân trọng cảm ơn. Chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước thiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có môi duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng ước mơ. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngắt sẽ không còn những u buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước thiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có môi duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây một kết tơ. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngắt sẽ không còn những u buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngắt hương sẽ không còn những u buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân.
biểu của gia đình nhà trai đã chú ý đón cô dâu đầu tiên. Chào mừng đến chào với tất cả đồng quý, xin cảm ơn quý chào kính mời với tất cả con người này họ bạn bè đang sau lần của gia đình nhà trai cũng như của gia đình hoàng đại lãi tiếp tục chào với các phòng để chuyên vui tối thiểu âm nhạc tổ chức thành hôn cho thiết thể cô dâu chúc được diễn đạt thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn và chân trọng kính mời tới tất cả con người này họ các bạn trở về với buổi gặp mặt ngày hôm nay. Chung với niềm vui chung, gia đình Hoàng Đàn Trai tổ chức lễ thành hôn cho chú rể cô dâu trong giây phút trọng đại nhất trong buổi chiều ngày hôm nay. Ngay giờ này, thưa quý vị, xin được thay lời cho ông đoàn trưởng gia đình Hoàng Đàn Trai và xin được mặt phép thay lời cho chú rể cô dâu. Xin hân hoan nồng nhiệt chào đón tất cả bước chân của toàn thể quý vị trên mọi miền của quê hương đã trở về khán phòng gia đình nhà trai chúng ta để tổ chức lễ thành hôn cho chú rể Trung Hiếu và cô dâu Thành Huyền. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các cây cao đại thụ trong gia đình gia tộc, các thế bậc phụ huynh, các người lớn tuổi trong dòng họ, cô bác, cậu mợ, chú dì, bên nội bên ngoài là cội nguồn sinh thành ra chú rể cô dâu. Thân anh bí ẩn xa giữa hai miền quê hương Thái Bình, Hải Dương, hai mảnh đất mẹ hiền đã sinh thành ra chú rể cô dâu cho ngày hôm nay lên duyên chồng vợ. Thưa toàn thể quý vị, để rồi ước mơ khắc khoải từ lâu, hôm nay đôi bạn đã chung đôi ân tình, trong hạnh phúc có gia đình xã hội, có ông bà nội ngoại gần xa, có anh trong giấy làng trên, có cô dì chú bác với con cháu nhà, đứng trên nguyên tắc của nhà pháp lý mặn mà đã đôi. Và thưa quý vị, chúng tôi dịch vụ cưới âm thanh chung theo mảnh đất quê hương Trát Xà Giang hôm nay, những gương mặt rất quen thuộc với tất cả quý vị, nhận lời mời của gia đình Hoàng Đàn Trai, nhận lời mời của chú rể Trung Hiếu tới làm lễ thành hôn cho bạn trẻ Trung Hiếu và Thanh Huyền. Thưa quý vị, thưa với tất cả quan viên này họ, để rồi con người có tổ có tông, nhưng cây có gốc như sông có nguồn, cháu con hỏi nguồn cội ở đâu, trước đất tiên tổ với có mình có ta. Và với truyền thống tốt đẹp dân tộc Việt Nam ta, thưa quý vị, cây có cội với nở cành xanh mòn, nước có nguồn và nhà bề cả sông sâu. Hiện nay chú rể cô dâu thắp hương nghiết cáo gia tiên, bày hết tuổi đường tại tư gia phòng cưới của gia đình Hoàng Đàn Trai đã hoàn tất và chuẩn bị bước vào chương trình giao lưu nghệ thuật tổ chức lễ thành hôn cho chú rể cô dâu cho ngày hôm nay. Ngay bây giờ trọng giới thiệu và kính mời hai nhân vật chính ngày hôm nay, hai ngôi sao sáng nhất, các bạn trẻ Trung Hiếu và Thanh Huyền, hãy đứng dậy để cúi chào ra mắt tập quý vị và xin được tuyên bố chương trình giao lưu văn nghệ tổ chức lễ thành hôn của Trung Hiếu, Thanh Huyền xin phép được bắt đầu. Quý vị xin cảm ơn rất nhiều ban nhạc Hạnh Phúc đã có bản tình cảm rất tuyệt vời đã gửi tặng tới tất cả khách quý gần xa đang có mặt trở về với khán phòng hôm nay.
Và thưa quý vị, thưa với tất cả quan viên này họ, và đúng sự thỏa thuận ấn định giữa hai bên gia đình là đúng 11 giờ 5 phút trưa ngày hôm nay là giờ Thanh Long Hoàng Đạo, là giờ đẹp nhất mà Pháo Đài đại biểu đón dâu. Gia đình nhà trai cùng với chú rể Trung Hiếu đã đón cô dâu Thanh Huyền đã có mặt trở về với khán phòng. Và với một câu hát của nhạc sĩ Hoàng Hoa có nói thế này: ước gì nhà mình chung vách, ước gì mình đừng xa cách để hai đứa mình thức trắng đêm nay. Nhưng thưa quý vị, trai Thái Bình lấy gái Hải Dương, hai bạn đón vào phương tiện ô tô. Nhưng với chú rể cô dâu thì những người làm chương trình mong rằng cho dù đầu trời ngất đỉnh Hà Giang hay Cà Mau đất mũi mỡ màng phủ sang, chẳng đâu một quê mẹ quê cha, một khúc dân ca chiều nay lại cất được từ quê nhà. Và người con gái mà Trung Hiếu mong đợi nhất đã trở về đến bến đời, làm rạng rỡ tổ tông, rạng rỡ dòng họ, là một công dân của quê hương xã Trà Giang, xây dựng Trà Giang kiến xương Thái Bình ngày một tươi sinh giàu đẹp. Và bây giờ là giây phút trang trọng nhất của chú rể cô dâu, giây phút mà thưa quý vị, hai nhân vật chính ngày hôm nay, hai ngôi sao sáng nhất Trung Hiếu và Thanh Huyền, hai em hướng vào nhau để cùng trao cho nhau chiếc nhẫn cưới vòng tròn bảo vệ hạnh phúc đôi. Xin mời chú rể cô dâu hãy cùng nhau chào nhẫn cưới, và xin tất cả chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng hạnh phúc đôi cho chú rể và cô dâu. Trao nhau những thứ thay đổi nguyện ước phù thủy, xin chúc tất cả cha chúng ta một nàng dâu hiền, và xin chúc tất cả chúng ta được trả dễ thảo, chúc tình yêu hai em mãi mãi được lâu, xin những lời nguyện bằng tình yêu và hạnh phúc. Xin cảm ơn rất nhiều tình yêu cao đẹp của chú rể cô dâu đã dành cho nhau chút sự chứng kiến hiện diện của quan viên này họ. Và bây giờ xin mời hai em hãy tiến về tháp bánh cưới để cùng chung tay ăn bánh cưới ngọt ngào sâu sắc thủy chung. Xin mời chú rể cô dâu sẽ cùng cắt chiếc bánh cưới. Cô dâu cùng chung tay ăn bánh, cô đã thể hiện hai bạn sẽ cùng nhau chia ngọt sẻ bùi để hướng tới một tương lai tươi đẹp. Xin cảm ơn rất nhiều tình yêu của hai em. Xin mời chú rể cô dâu tiếp tục lần hướng về tháp hương để cùng chung tay dẫn dắt tháp của tình yêu luôn luôn tôn trào không bao giờ vơi cạn. Xin mời chú rể cô dâu. Xin cảm ơn và chân thành kính mời. Và bây giờ cũng trân trọng kính mời chú rể cô dâu chúng ta sẽ cùng dẫn dắt dòng tháp của tình yêu trong niềm vui hạnh phúc lứa đôi. Cảm tạ ơn đức sinh thành trong ngày hôm nay. Xin cảm ơn và trân trọng kính mời chú rể Trung Hiếu sẽ dâng ly rượu của mình tới người cha hiền sinh thành ra cô dâu.
và cũng trân trọng giới thiệu với mời cô dâu Thanh Huyền sẽ dâng ly rượu của mình tới người mẹ Huyền sinh thành ra chú rể. Và bây giờ thưa quý vị, hai ly rượu còn lại là hai ly rượu của chú rể cô dâu. Xin mời chú rể cô dâu chúng ta hãy cùng bắt tay nhau ly rượu giao mùa hạnh phúc. Và trân trọng giới thiệu với mời hai bên cha bác chúng ta hãy cùng cùng ly chúc tình nghĩa thông gia của hai bên gia đình. Và hòa chung nhịp như đó thì tất cả chúng ta hãy dành một tràng pháo tay rất thật lớn đấy ạ. Vâng, để chúc mừng hạnh phúc đều cho chú rể vừa rồi và chúc mừng tình nghĩa thông gia giữa hai bên gia đình. Xin cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ một trân trọng giới thiệu với mời chú rể vừa rồi sẽ trở về vị trí của mình. Một trân trọng kính mời đại diện cha bác sinh thành ra chú rể vừa rồi sẽ ngồi vào dãy ghế danh dự của gia đình nhà trai để chương trình giao lưu nghệ thuật tổ chức hôn lễ cho chú rể vừa rồi được thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn và trân trọng kính mời. Kính chúc quý vị thân mến, tất cả thành quý gần xa và để hòa chung với niềm vui chung gia đình Hòa Nhà Trai tổ chức hôn lễ cho chú rể cô dâu. Ngay giờ xin được cảm ơn và trân trọng kính mời tới tất cả quý cụ, quý ông, quý bà, bạn bè nam nữ xa gần của hai bên gia đình bốn họ, tất cả với tình cảm thương con mến cháu sẽ trở về với khán phòng để chung vui với niềm hạnh phúc tổ chức lễ thành hôn cho Trung Hiếu và Thành Huyền. Đặc biệt có trân trọng kính mời tất cả những dòng hát tiếp theo, những người con của hai miền quê hương Thái Bình và Hải Dương sẽ đem lên lời ca tiếng hát của mình để đăng ký chương trình giao lưu văn nghệ. Và trong khi chờ đợi tất cả những người con của hai quê hương đem những lời ca tiếng hát, ngay sau đây xin mời quý vị chào đón tiếng hát của nữ ca sĩ Hồng Giang, một thành viên trong ban nhạc. Chúng tôi sẽ gửi tặng tới quý vị những lời ca đến tiếng hát của mình để hái bông hoa văn nghệ đầu tiên gửi tặng tới quý vị. Xin mời tiếng hát của Hồng Giang. Mở đầu chương trình văn nghệ, Hồng Giang dành tới quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Y Vân, ca khúc được mang tên 60 năm cuộc đời. Xin quý vị cùng lắng nghe. Cũng mong nhớ 60 năm cuộc đời.
Kính thưa quý vị, thưa với tất cả quý vị khán giả, và trước tiên tôi là cá nhân tôi thay mặt tất cả quý vị khán giả có mặt khán phòng hôm nay xin được cảm ơn rất nhiều tiếng hát của nữ ca sĩ Hồng Giang vừa đưa tới quý vị. Chúng ta vừa đón nghe một ca khúc rất nổi tiếng của nhạc sĩ Y Vân, ca khúc được mang tên 60 năm cuộc đời. Thưa quý vị, thưa với tất cả quan viên này họ, được rồi quê hương nghĩa nặng tình sâu, bao năm xa cách đón nhau trở về, đón niềm vui của quê hương, niềm vui của dân tộc. Và hôm nay thưa quý vị, trong niềm vui của hai gia đình gia tộc, chung con, chung cháu, kết tình thông gia. Thưa quý vị, để rồi đất nước ta bốn mùa núi sông biển cả, vẫn bao năm bình dị. Một năm 365 ngày, thưa quý vị, đều chia đều cho bốn tiết, xuân, hạ, thu, đông. Để rồi hạ qua những chỗ thu sang, anh sang thảo luận vấn đề cưới em. Hôn trường thử nhìn xem, nàng dâu hiền thảo, xứng bên rể hiền. Để có ngày hôm nay, đôi trai tài gái đảm họ nên cho chồng vợ, thì không thể không nhắc đông đao trời biển của những bậc làm cha, làm mẹ. Lại trở về câu ca dao trong tuổi học trò, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, nước trong nguồn chảy ra mãi mãi, núi Thái Sơn vững chãi ngàn đời. Căn dặn hỏi có đôi lời, cảm ơn cô bác xóm nào, cảm ơn tấm lòng vàng về đây, hương thơm trà thuốc khói bay, mừng duyên hai bạn trong năm một nhà. Và tiếp ngay sau đây, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông đoàn trưởng gia đình họ nhà gái sẽ lên phát biểu ý kiến trao dâu tại khán phòng gia đình nhà trai. Xin trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện gia đình nhà gái sẽ lên phát biểu ý kiến với tất cả quan viên này họ. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể bạn bè nam nữ thanh niên của họ nhà trai và họ nhà gái. Thay mặt cho họ nhà gái, tôi xin gửi đến hội hôn một lời kính chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể bạn bè nam nữ thanh niên của hai họ, hai cháu Hiếu và cháu Huyền trong quá trình lao động học tập ở tại Nhật Bản đã tìm hiểu và từ tình bạn đã trở thành tình yêu, và các cháu đã tiến tới hôn nhân được sự nhất trí của hai gia đình, được sự đồng ý nhất trí của chính quyền địa phương. Các cháu đã được hai gia đình nhà gái và nhà trai hôm nay tổ chức lễ vu quy và lễ thành hôn cho hai cháu. Hôm nay đại diện cho gia đình nhà gái, tôi xin các cháu gửi gắm cháu Huyền về đến bên họ nhà trai làm dâu, làm con của các cụ, các ông, các bà họ nhà trai bên Kiến Sương Thái Bình. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt, chu đáo, trân trọng, nhiệt tình đã dành tình cảm cho họ nhà gái chúng tôi. Và báo cáo với các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác của họ nhà trai, cháu Huyền tuy đã có lớn nhưng mà tuổi trẻ các cháu còn bồng bột. Cháu về đây làm dâu, làm con của các cụ, có gì các cụ sẽ dạy bảo cháu để trở thành cháu dâu hiền, để các cháu sẽ xây dựng một gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc, chúc hai gia đình thông gia ngày càng bền chặt keo sơn. Và cũng để vui cho ngày vui của hai cháu, tôi cũng xin hát một bài hát để tặng hai cháu nhân ngày hạnh phúc. Tôi xin hát bài Tình Yêu Trên Dòng Sông Quan Họ. Quê hương ơi, quê hương tôi cũng có những dòng sông, nhưng khi hát khúc hát tình yêu, tôi lại muốn hát khúc hát tình yêu trên dòng sông Quan Họ. Nhà xa
Dạ, xin được cảm ơn rất nhiều lời phát biểu ân tình của ông đoàn trưởng của gia đình Hoa Đại Gái với một bài hát rất tuyệt vời của nhạc sĩ Phan Lạc Hoa, Tình Yêu Bên Dòng Sông Quan Họ. Thưa quý vị, tuy nhiên là rất ngắn gọn, mộc mạc thôi, nhưng thưa quý vị, chứa được tình cảm rất là sâu nặng. Đang cảm ơn tới toàn thể cô bác xóm làng quê ta hôm nay. Cảm ơn tất cả tấm lòng vàng vô giá của quý cụ, quý ông, quý bà, bạn bè nam nữ xa gần của hai bên gia đình bốn họ. Tất cả với tình cảm thương con, mến cháu đã trở về với tư gia phòng cưới. Và nói lời phát biểu của ông đoàn trưởng gia đình họ nhà gái để đáp lại những tình cảm rất là cao quý đó, ngay sau đây ban tổ chức cũng trân trọng nhường lời cho một vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà trai sẽ cảm ơn tới tất cả khách quý gần xa. Xin được trân trọng kính mời ông. Xin được kính thưa với quý cụ, quý ông, quý bà, cô dì, chú bác cũng như toàn thể bạn bè thanh niên nữ xa gần của chú rể cũng như cô dâu. Hôm nay thì rất là vui đối với gia đình hai bên và đặc biệt là gia đình họ trai chúng tôi hôm nay lại được đón cháu Huyền về để làm dâu, làm con trong gia đình, trong dòng tộc. Lời đầu tiên cho phép tôi xin được gửi tới toàn thể quý vị khách quý một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất và cũng xin được cảm ơn đến những tình cảm của quý vị khách quý đã trở về đây và đặc biệt là phái đoàn đại biểu hạnh phúc của gia đình họ nhà gái đã không quản ngại đường xá xa xôi cùng trở về để tham dự chương trình đại lễ thành hôn của hai cháu Hiếu và cháu Huyền. Và cũng như lời ông trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà gái vừa phát biểu thì từ nay gia đình chúng tôi rất là vui mừng được đón một thành viên mới, đó là cháu Huyền trở về để chính thức làm dâu, làm con trong gia đình và trong dòng tộc. Và tôi cũng xin được trân trọng trao gửi cháu Hiếu cho gia đình nhà gái để cháu Hiếu sẽ là một chàng rể ngoan. Và tôi cũng xin được chúc cho hai cháu một tình yêu trăm năm tình viên mãn và bạc đầu nghĩa phu thê. Và hai cháu sống làm sao cho phải đạo,
Dễ thảo dâu hiền, để rồi dâu hiền thì nên gái, mà dễ thảo thì nên trai. Và cũng xin được chúc cho hai cháu đầu lòng chẳng gái thì trai, năm ba năm nữa cháu thứ hai sẽ ra đời. Và cũng xin được chúc cho tất cả quý vị khách quý một lời chúc sức khỏe, một cuộc sống tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Và để cũng như cảm ơn đến tình cảm của tất cả quý vị khách quý, và đặc biệt là dành tặng cho hai cháu một món quà, đó là một món quà âm nhạc. Tôi xin được gửi tới tất cả quý vị một ca khúc viết về quê hương Thái Bình chúng tôi, và đặc biệt là nhân dịp phái đoàn đại biểu hạnh phúc của gia đình gái trong dịp mối lương duyên của hai cháu Hiếu Huyền đã trở về với quê lúa Thái Bình chúng tôi, đó là bài hát được mang tên Mời Anh Về Quê Hương Em của nhạc sĩ Bùi Hữu Tú. Và ca khúc này thì xin được sự trợ giúp 50-50 từ nữ ca sĩ. Yeah.
hát mời về thăm quê hương em của nhạc sĩ Bùi Hữu Tú cũng là lời thay lời cho gia đình con trai. Cảm ơn đến toàn thể quý vị khách quý, xin được trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị, phân thưởng với tất cả quan viên này họ, xin được cảm ơn rất nhiều vị đoàn trưởng gia đình họ nhà trai đã cảm ơn tới quý vị và với một nhạc phẩm rất nổi tiếng viết về đất và người quê hương Thái Bình, ca khúc được mang tên Mời Anh Về Thăm Quê Hương Em. Kính thưa quý vị, là trong 63 tỉnh thành trong cả nước thì đất Thái Bình với ta là quý dư địa chỉ đã khác hẳn mọi tỉnh. Ba mặt sông, một mặt biển, một mảnh đất không chỉ giỏi về nông nghiệp, một mảnh đất giàu truyền thống văn hóa cách mạng. Để rồi tay anh chùa vàng, tay em chạm bạc, đó chỉ đốt nhạc thôi. Còn với cha gái Thái Bình thì năm tháng nào cũng vậy, đều ghi lại cả một trang sử vẻ vang cho đất nước. Thưa quý vị, thưa với tất cả khách quý gần xa, để rồi công cha như núi Thái Sơn, nghe mẹ đến nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Phụ đạo giữ gìn tu tích đức, tề gia tháp bát tích âm công, chồng hòa vợ thuận vui cha mẹ, trong ấm ngoài êm ven tổ tông. Và tất cả quý vị ngồi đây đã từng nghe một câu thơ nói rằng: cánh cò cõng nắng cõng mưa, mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương. Thân mẹ đã ránh mạ gầy, ước gì hóa bát cơm đầy cho con. Vâng, quả thật, công ơn cha mẹ mình, những người thần tạo một nắng hai sương, vì hạnh phúc của con mình, của cháu mình. Hôm nay đây, những người làm cha, làm mẹ rất vui lòng khi con gái, con trai của mẹ đã trưởng thành lớn khôn. Và người vui nhất hôm nay là người mẹ sinh thành ra chú rể trung hiếu. Những người mẹ Việt Nam, những người mẹ thật anh hùng, cả cuộc đời tần tảo nhọc nhằn sớm hôm. Và hôm nay thì quý vị, mẹ rất vui khi đón con dâu của mẹ. Và thưa quý vị, trước khi Thanh Huyền trở về nhà mẹ để làm dâu, thì người mẹ hiến chút quà nhỏ để dành tặng mối tình thủy chung cho hai con. Một bây giờ món quà đầu tiên cho chồng giới thiệu và kính mời chú rể cô dâu hãy đứng dậy. Đó là tình cảm rất là cao quý, giặt rào bao la biết nhường nào, tình thiêng liêng mẫu tử của những người cha hiền mẹ hiền đã dành tặng cả cuộc đời mình cho con, cho cháu mai sau. Xin mời chú rể cô dâu sẽ đón nhận tình cảm của mẹ. Kính thưa tất cả quý vị, thưa với tất cả quan khán đài họ, quý vị đã chính có giây phút rất trang trọng của chú rể cô dâu cho mẹ vui chồng đại ngày hôm nay. Những món quà đầy ý nghĩa của những người thân trong gia đình dành tặng mối tình thủy chung cho đôi trai tài gái đảm. Và thưa quý vị, thưa với tất cả quan khách gần xa, để rồi đến khắp phương trời không ai tốt bằng mẹ, gánh là một đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lồng không phù kín công cha. Tần tảo sớm hôm mẹ mới con khôn lớn, lấy cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Một tình cảm dạt dào bao la cao không biết nhường nào, tình thiêng liêng mẫu tử của những người mẹ hiền đã dành tặng cả cuộc đời mình để rồi cho con, cho cháu mai sau. Xin cảm ơn rất nhiều món quà đầy ý nghĩa của những người mẹ đã trao cho hai con trong ngày vui trọng đại ngày hôm nay. Tất cả quý vị, thưa với tất cả quan nhân này họ, có đầy hòa chung với niềm vui chung gia đình nhà trai tổ chức hôn lễ cho chú rể cô dâu. Ngay sau đây cũng xin cảm ơn tất cả tấm lòng vàng vô giá của quan nhân này họ, bạn bè nam nữ xa gần của gia đình nhà trai cũng như của gia đình nhà gái. Tất cả tình cảm thương con mến cháu đã trở về từ án phòng để chung vui với đẹp hạnh phúc tổ chức lễ thành hôn cho chú rể cô dâu trong ngày vui trọng đại ngày hôm nay. Xin cảm ơn rất nhiều món quà đầy ý nghĩa của những người mẹ đã trao tặng mối tình thủy chung cho hai con. Và xin thay lời chú rể cô dâu xin cảm ơn cha mẹ rất nhiều món quà đầy ý nghĩa đã dành tặng cho hai con trong ngày vui trọng đại ngày hôm nay. Xin cảm ơn mẹ rất nhiều. Và thưa quý vị, được biết hôm nay là hai cháu của mình đã trưởng thành lớn khôn, tình cảm đó lại được nhân đôi khi món quà của chú rể trung thiêu sẽ dành tặng mối tình thủy chung cho hai cháu. Và món quà tiếp theo ban tổ chức cũng trân trọng giới thiệu và kính mời món quà của chú dì trung thiêu sẽ trở lại sân khấu để trao tặng mối tình thủy chung cho hai cháu của mình. Xin cảm ơn và trân trọng kính mời. Và
thưa quý vị, thưa quý vị, tất cả mọi người cần sáng xin cảm ơn rất nhiều món quà đầy ý nghĩa của chú dì Trung Thêu đã dành tặng mối tình thủy chung cho cô chú rể. Và thưa quý vị, hôm nay trên cương vị là ông đoàn trưởng của gia đình nhà trai đã chính thức đến với từ gia phòng cưới của gia đình họ là gái, chính thức có lời xin đón cô dâu Thanh Huyền từ đất và người quê hương Hải Dương đã trở về với từ gia phòng cưới hôm nay. Trong tình cảm gia đình thì tình cảm chú dì cũng rất là trân trọng đã trao tặng cho mối tình thủy chung của đôi bạn trẻ trong ngày vui trọng đại. Và thưa quý vị, thưa với tất cả khách quý gần xa, liên tục chương trình trong quà ngày hôm nay, ban tổ chức trân trọng giới thiệu một kính mời món quà của em trọng đại sẽ trở lại sân khấu để trao tặng mối tình thủy chung cho anh chị của mình. Xin mời món quà của em trọng đại. Xin cảm ơn rất nhiều món quà của gia đình em trọng đại đã dành tặng mối tình thủy chung cho cô và chú rể trong ngày vui trọng đại ngày hôm nay. Và thưa quý vị, món quà rất nhỏ thôi nhưng nó tràn đầy ý nghĩa để chúc mừng hạnh phúc đôi của đôi trai đàn gái đảm trong ngày vui ngày hôm nay, mãi mãi bền lâu được xây dựng tình yêu và hạnh phúc. Xin cảm ơn rất nhiều món quà đầy ý nghĩa của gia đình em đại. Và tiếp tục chương trình trong quà ngày hôm nay, ban tổ chức trân trọng giới thiệu kính mời món quà của em Thanh Thúy sẽ trở lại sân khấu để trao tặng cho anh chị của mình. Xin mời món quà của em Thanh Thúy. Thưa quý vị, xin cảm ơn rất nhiều món quà của Thanh Thúy đã trao tặng mối tình thủy chung cho chú được cô dâu. Với những chương trình trong quà ngày hôm nay, ban tổ chức cũng trân trọng giới thiệu và kính mời món quà của em Phú Thịnh sẽ trở lại sân khấu để gửi tặng món quà cho anh chị của mình trong ngày vui trọng đại ngày hôm nay. Xin mời món quà của em Phú Thịnh. Và thưa quý vị, có được sự ủy quyền thì ngay sau đây cũng trân trọng kính mời món quà của em Phú Thịnh sẽ được trao tận tay tới cô dâu Phú Rể. Xin cảm ơn và trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị, thưa với tất cả quý khán giả và liên tục chương trình trong quà ngày hôm nay, ban tổ chức cũng trân trọng giới thiệu kính mời món quà của em trai Nguyễn Đình Thi sẽ món quà tặng anh. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời. Xin cảm ơn rất nhiều món quà của em Thi đã dành tặng mối tình thủy chung cho cô dâu chú rể và một món quà đầy ý nghĩa của tất cả quý vị là một bàn tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng hạnh phúc đôi cho chú rể và cô dâu. Xin cảm ơn rất nhiều tình cảm quý vị. Thưa quý vị, để rồi bao lời căn dặn nữa đôi mừng cho hai bạn thoát chóng trai đầu lòng, người ta mừng bạc mừng vàng mừng những lời ca tiếng hát của riêng tôi. Thay mặt cho trung tâm dịch vụ cưới Thành Trung Thêu, xin chúc chú rể cô dâu trong năm hạnh phúc, chúc tình nghĩa thông gia của hai bên gia đình ngày càng gắn bó keo sơn, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Và để tái ngộ lại sân khấu một lần nữa, xin mời quý vị tiếp tục là trở lại với tiếng hát của ca sĩ Hồng Giang sẽ gửi tặng cho quý vị một ca khúc đầy ý nghĩa để dành tặng món quà âm nhạc tiếp theo tới tất cả quý vị. Xin mời tiếng hát của Hồng Giang. Trở lại chương trình, Hồng Giang xin tới quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy có mang tên Yêu Anh Dài Lâu. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. We'll be right back.
Thưa quý vị, xin cảm ơn rất nhiều tiếng hát của nữ ca sĩ Hồng Giang. Và thưa quý vị, chúng ta trở lại một ca khúc rất có ý nghĩa, ca khúc được mang tên Yêu Em Dài Lâu. Thưa quý vị, được hòa chung với niềm vui chung, gia đình Hoàng Nhà Trai tổ chức lễ thành hôn cho chú rể cô dâu trong ngày vui trọng đại ngày hôm nay. Ngay giờ xin được cảm ơn tất cả những tấm lòng vàng vô giá của tất cả quý cô, quý ông, quý bà, bạn bè nam nữ xa gần của hai bên gia đình chúng ta. Tất cả với tình cảm thương con mến cháu đã trở về với tư gia vòng cưới để chúc mừng hạnh phúc đôi đôi cho Trung Hiếu và Thành Huyền. Và thưa quý vị, với ca khúc Yêu Em Dài Lâu khép lại 50 phút tường thuật trực tiếp lễ thành hôn của chú rể cô dâu. Và trước khi ngừng lời, thay mặt cho vị đoàn trưởng gia đình nhà trai, tôi cảm ơn tất cả tấm lòng vàng vô giá của quan viên anh họ đã và đang trở lại với tư gia phòng cưới. Và toàn bộ chương trình xin được nhường quyền tiếp đón cho gia đình nhà trai và xin được nhường quyền tiếp đón cho các bạn trẻ Trung Hiếu và Thanh Huyền. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Sống trong chờ mong
trọn đời này anh vẫn mãi yêu mình em. Dù dòng đời sẽ đi về đâu, dù mặt trời ánh dương lặn sâu, anh vẫn trọn đời mãi mãi yêu mình em thôi. Làn gió du tóc nhẹ thôi đưa, lòng miên man thương mến bóng rừng trắng, chìm đắm trái tim theo thời gian. Dù một ngày vắng em mùa đông, dù tình này sống trong chờ mong, trong đời này anh vẫn mãi yêu mình.